Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như vậy thì chúng ta đã chứng kiến một cái buổi sự kiện tương đối là thành công của Apple được diễn ra vào tối ngày 7 và rạng sáng ngày 8 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và chúng ta cũng đã chứng kiến được iPhone 14 series trong năm nay. Và cái điểm mà mình cực kỳ là ấn tượng và mình cũng đã chia sẻ ở một cái clip trước đó ngay sau cái sự kiện, đó chính là mình cực kỳ thích cái phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Chính vì vậy video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tổng cộng 5 điểm thay đổi cực kỳ lớn ở trên cái con iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, để các bạn có thể coi đây là một cái clip tham khảo để coi thử xem là trên 13 Pro, 13 Pro Max nó có thực sự khác với cái phiên bản là iPhone 14 Pro và 14 Pro Max hay không, để mà chúng ta có thể lên đề máy nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Điểm thay đổi đầu tiên cũng là điểm lớn nhất ở trong cái sự kiện lần này chúng ta có thể kể đến, đó chính là về phần màn hình ở trên cái con iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Về kích thước màn hình, về tỷ lệ màn hình cũng như là chất lượng màn hình đó, thì gần như những cái thứ này nó sẽ được giữ nguyên. Ngoài cái độ sáng thì nó sẽ được tăng lên là khoảng 2000 nit để mà các bạn có thể dùng thoải mái ở ngoài trời thôi. Còn lại về tất cả về công nghệ thì nó y chang nhau. Và cái điểm thay đổi ở trên cái màn hình của con 14 Pro và 14 Pro Max này, đó chính là viên thuốc, hay gọi theo cách của Apple nó có tên là Dynamic Island. Rồi, giải thích kỹ hơn về cái viên thuốc này thì về tính chất vật lý của nó, thì bên dưới viên thuốc chúng ta sẽ sở hữu hai cái bộ phận chính của Face ID, đó chính là cụm camera True Depth và camera trước có cái độ phân giải là 12 megapixel. Về tính chất vật lý của nó sẽ là như vậy, và khi mà nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy nguyên một cái viên thuốc hiện diện ở trên màn hình. Và Apple họ đã thay đổi cái việc này bằng cách, đó chính là họ lấy cái khuyết điểm này và họ tạo nó thành một cái tính năng. Và trong 2 ngày trở lại đây thì mình đã nghe các bạn nói rất là nhiều, đó chính là ở trên những cái con Android đời cũ, ví dụ như là LG V10, lúc trước nó cũng có màn hình phụ. Tuy nhiên điểm khác biệt giữa cái phần Dynamic Island này với cái phần màn hình phụ ở trên con V10 mình có thể kể đến như sau. Trên V10 màn hình phụ của nó được tích hợp vào trong màn hình chính. Cái điểm mà nó hay bị lỗi thì chúng ta sẽ để qua một bên, tại vì về phần cứng thì mỗi hãng sẽ có một cái tiêu chí, một cái tiêu chuẩn nó khác nhau, cho nên mình sẽ không bàn về vấn đề về lỗi, mình sẽ bàn về tính năng. Ở trên cái phần màn hình phụ này gần như là LG họ nhồi nhét rất là nhiều những cái app vào trong đó. Tuy nhiên cái kích thước của nó thì quá nhỏ để mà các bạn có thể thực hiện cái công việc ở trên cái màn hình phụ này khi mà cái màn hình chính nó tắt. Và khi mà các bạn chạm vào app á, thì các bạn muốn dùng cái app đó một cách ngon lành nhất thì chúng ta phải dùng full ở trên màn hình chính, và lúc đó chúng ta phải bật máy lên. Tuy nhiên với cái Dynamic Island của Apple thì nó sẽ không như vậy. Các bạn sẽ có hai cái trạng thái để mà các bạn có thể sử dụng. Đầu tiên, cái Dynamic Island này nó sẽ đóng vai trò như là một cái thanh thông báo trạng thái, để khi mà các bạn thực hiện những cái tác vụ, ví dụ như là chúng ta tiến hành mở khóa Face ID chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta chuyển bài nhạc chẳng hạn, thì nó sẽ xuất hiện một cái pop-up để hiển thị cho việc các bạn đã thực hiện cái chức năng đó. Tuy nhiên thì cái pop-up của nó cũng sẽ không có show hẳn ra full màn hình để mà nó chiếm cái diện tích của các bạn sử dụng. Nó chỉ hiển thị ở trên cái phần pop-up, trên cái phần Dynamic Island đó thôi. Rồi, cái tính năng thứ hai mà được Apple họ thêm vào trong cái Dynamic Island này, đó chính là các bạn có thể thực hiện những cái thao tác nhỏ, nhanh ở trên cái phần này. Các bạn có thể thấy ở trong demo của Apple họ thực hiện rất là nhiều những cái công việc với cái Dynamic Island này. Đầu tiên đó là chỉnh nhạc nè, chúng ta có thể chỉnh được nhạc, tăng âm lượng, tua nhạc, chúng ta có thể chỉnh được thời gian, có thể cài đặt được đồng hồ báo thức, nhưng các bạn không cần phải vào app đồng hồ và chúng ta cũng không cần phải dùng cái app đó với full màn hình. Tất cả nó chỉ dồn ở trên cái pop-up ở khoảng 1/3 màn hình ở phía trên thôi. Đó là cái điều khác biệt giữa Dynamic Island và những cái hãng khác đã có màn hình phụ. Ok, điểm thay đổi thứ hai mà mình muốn chia sẻ với bạn, và theo như những cái thông tin mà chúng ta nhận được từ iOS 16 đến giờ, đó chính là Always On Display. Đây là một cái tính năng không mới. Mình nói thẳng với các bạn, nó không mới và thậm chí nó đã cũ phải tầm từ 5 cho đến 6 năm nay rồi. Android người ta đã đi từ 5 đến 6 năm nay, và Apple bây giờ thì mới lẹo đẹo đi theo. Và cái Always On Display này nó chỉ được cập nhật ở trên con 14 Pro và 14 Pro Max. Lý do tại sao không được cập nhật trên con 14 và 14 Plus, tại vì cấu hình của con 14 Plus
và 14 thường nó y chang và nó y xì đúc như là con iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Cho nên á, nếu như Apple họ cập nhật cái on-wheel display này cho con 14 và 14 Plus thì tất nhiên họ cũng phải cập nhật trên con 13 Pro và 13 Pro Max. Tại vì cấu hình nó y như nhau mà, Apple lấy cái lý do gì để mà cập nhật cho dòng 14 và không cập nhật cho dòng 13. Chính vì vậy họ chỉ focus on-wheel display vào iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max thôi. Và cái phương thức của nó hoạt động như thế nào? Nó sẽ khác với dòng Samsung, Xiaomi hay là những cái dòng như là Huawei. Thì với những cái hãng này, on-wheel display của họ là một cái màn hình đen và nó chỉ xuất hiện những cái thông báo dưới dạng là đen trắng cần thiết thôi. Còn với on-wheel display của Apple và như cái clip mà các bạn có thể thấy, khi mà chúng ta tiến hành tắt màn hình thì ở cái phần Dynamic Island nó sẽ để cho chúng ta một cái logo màn hình khóa biểu thị cho việc là các bạn đã tắt màn hình rồi. Còn ở cái phần màn hình chính thì cái màn hình nền của các bạn nó sẽ được chuyển sang một cái tông màu tối hơn để giúp cho các bạn có thể là chúng ta sẽ không có chú ý vào trong cái phần màn hình chính này. Và khi mà có những cái thông báo nó xuất hiện lên thì nó cũng sẽ pop up với dạng là đen trắng để mà các bạn có thể thực hiện cái công việc của chúng ta và không có gặp phải cái vấn đề là chúng ta bị phân vân bởi cái điện thoại. Đó là cái điều mà on-wheel display đang làm ở trên con iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Còn nó tiện lợi như thế nào, nó có hoạt động tốt như là Android hay không thì chúng ta phải đợi thời gian máy về thì chúng ta mới có thể biết được. Và cái điểm thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn về Apple họ đã cập nhật trên con iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, đó chính là Emergency SOS Satellite, hay còn gọi là các bạn sẽ liên hệ khẩn cấp thông qua vệ tinh. Rồi cái tính năng này nó sẽ hoạt động khi mà cái chiếc điện thoại của bạn, các bạn đang ở một cái vùng núi cao, một cái vùng trũng và nó không có bắt được sóng điện thoại, và các bạn sẽ sử dụng cái liên lạc bằng vệ tinh này để chúng ta có thể liên hệ được với cứu hộ nè, trung tâm cấp cứu hoặc là những cái người thân của bạn mà các bạn đã set vào trong cái hạng mục là những cái người mà các bạn sẽ liên hệ trong lúc khẩn cấp, thì chúng ta sẽ sử dụng cái liên hệ vệ tinh này cho những cái trường hợp như vậy. Và một điều nữa mà các bạn cần phải quan tâm đó chính là ở tại thị trường Mỹ thì chúng ta sẽ không có dùng SIM vật lý, chúng ta sẽ chỉ sử dụng eSIM thôi. Cho nên có thể coi đây là một cái tính năng khá là hay với người nước ngoài, và đặc biệt là ở thị trường Mỹ, mình nhấn mạnh cho các bạn, đặc biệt là ở thị trường Mỹ thì nó sẽ sử dụng cái tính năng này một cách trọn vẹn nhất. Lý do tại sao? Đầu tiên đó chính là cái việc mà connect giữa một cái điện thoại, giữa một cái người cá nhân, giữa một cá nhân với một cái bệnh viện hay là một cái trung tâm cấp cứu thì ở Việt Nam mình nó lại không phổ biến. Tại vì các bạn đều biết là ở nước ngoài họ hay có gọi là bác sĩ cho gia đình á, thì nó sẽ có cái tính năng này tích hợp vào thì nó sẽ ngon lành hơn. Họ sẽ kết nối với những cái bệnh viện tư để có thể theo dõi được các bạn hoặc là theo dõi được cái sức khỏe của bạn. Còn ở tại thị trường Việt Nam thì thực sự cái tính năng này á, nó sẽ không có hoạt động một cách thực sự là hiệu quả. Mình tin là như vậy. Mình sẽ thử ở trong một cái điều kiện phù hợp và mình sẽ cho các bạn biết kết quả là dùng ở Việt Nam nó có ngon lành hay không, và liệu rằng những cái trường hợp khẩn cấp thì nó có hoạt động thực sự tốt hay không nhé. Và cái tính năng thứ tư mà Apple họ cập nhật cho cái con iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng như là 14 và 14 Plus luôn, đó chính là Car Crash Detection, hay còn gọi là cái tính năng để phát hiện giúp các bạn khi nào mà các bạn bị ngã, các bạn bị lăn lộn, santo vài vòng gì đó và các bạn không đứng dậy nổi thì máy của chúng ta nó sẽ tự động liên hệ với một cái trung tâm cấp cứu để mà có thể hỗ trợ cho các bạn lúc cần. Ok, tuy nhiên cái tính năng của nó thì nó lại mang tên là Car Crash Detection, có nghĩa là sẽ phát hiện các bạn bị ngã ở trong xe thôi. Vậy thì ở Việt Nam người ta đi xe máy thì sẽ như thế nào, và liệu rằng ở những lúc mà chúng ta hoạt động mạnh, mình nói là hoạt động mạnh nhé, ví dụ như các bạn đang chơi thể thao chẳng hạn, thì cái phần mềm này, thì cái ứng dụng này nó có bị nhận nhầm là chúng ta đang bị ngã và nó tự động gọi đến trung tâm cấp cứu hay không? Thì đây là một vẫn còn là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời khi mà máy được nhập về thị trường Việt Nam và bọn mình được trên tay. Đó, thì chúng ta sẽ trải nghiệm những cái tính năng mới mẻ này để biết xem là nó có thực sự phù hợp với tại thị trường Việt Nam hay không nhé. Và cái điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là camera trên con iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Cái điểm đặc biệt ở đây đó chính là Apple họ đã nâng cấp lên cái camera là 48 megapixel. Nói đến đây thì có thể là các bạn sẽ nói với mình là à, Android người ta lên đến tận mẹ 60, 70, thậm chí là cả 100 pixel rồi. Chả ai nói, thậm chí là có thể cả zoom thấy cả mặt trăng luôn. Apple bây giờ mới lẹo đẻo đi sâu 48 megapixel. Tuy nhiên, nhắc lại một tí cho các bạn nhớ, đó chính là kể từ lúc
Cái con máy đạt được cái độ phân giải là 12 megapixel là con iPhone 6S và 6S Plus. Tính tới thời điểm hiện tại là 8 năm Apple mới nâng cấp cái cụm camera này từ 12 megapixel lên đến tận là 48 megapixel. Và các bạn có thể thấy với cái độ phân giải 12 megapixel của iPhone trong vòng 8 năm qua thì gần như nó đạt được và nó hội đủ tất cả những cái yêu cầu mà chúng ta đề ra trong một cái trường hợp sử dụng bình thường. Có nghĩa là các bạn yêu cầu chụp ảnh nhanh, iPhone đáp ứng được cho bạn. Các bạn yêu cầu ra màu ảnh chân thật, iPhone đáp ứng được cho bạn. Các bạn yêu cầu một cái thiết bị có thể mở được một cái camera nhanh, và các bạn yêu cầu một cái thiết bị là nó không cần phải có độ phân giải cao nhưng nó cho ra cái chất lượng ảnh trung thực, iPhone đáp ứng được cho bạn. Và tất cả điều đó làm cho Apple họ có một cái suy nghĩ là họ không cần phải nâng cái độ phân giải từ 12 megapixel lên một cái độ phân giải lớn hơn để làm gì cả. Và họ đã thực hiện điều đó sau 8 năm. Và thực sự để nói một cách công bằng về việc là liệu rằng 48 megapixel nó có thực sự nó tốt hơn so với 12 megapixel hay không thì chúng ta lại phải đợi máy về thì chúng ta mới có thể biết được lý do tại sao. So sánh gần đây nhất với con iPhone 13 Pro thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra cái cấu hình về phần cứng của nó. Đầu tiên là độ phân giải được nâng lên 48 megapixel, chụp hình rõ nét hơn, không có bị rỗ, không có bị bể. Ok, rất là tốt đúng không? Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn xét về những cái cấu hình tiếp theo ở trên cái con iPhone 14 Pro và con iPhone 13 Pro, các bạn sẽ nhận thấy một điều như sau. Đầu tiên, khẩu của con này, con 14 Pro, nó đạt ở mức là f1.8 và của con 13 Pro là f1.5. Thì khi mà hai cái khẩu độ này, cái khẩu nào có cái số nó thấp hơn, đồng nghĩa với việc khi mà các bạn chụp hình quay video trong tối thì nó sẽ đỡ bị noi hơn. Đó các bạn, đó là lý do tại sao mà Apple trong lần này họ không nói về chất lượng quay video, họ không nói về chất lượng chụp ảnh vào buổi tối. Các bạn có thể để ý, gần như năm nào Apple họ cũng nói về việc là camera của iPhone sẽ chụp tối rất là ngon, chụp tối rất là đỉnh. Tuy nhiên thì năm nay lại không thấy nói. Nhưng có thể vớt vát được bằng một thứ, đó chính là cái đèn flash ở phía sau, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái việc mà các bạn chụp ảnh và quay video. Tùy theo cái ống kính ở trên cái con iPhone 14 Pro các bạn dùng thì nó sẽ có cái ánh sáng đèn flash khác nhau, nó sẽ hỗ trợ cho con iPhone của chúng ta chụp ảnh và quay video một cách nó tốt hơn. Và thực sự về những cái vấn đề này thì chúng ta phải có một cái chiếc máy thì chúng ta mới có thể kiểm nghiệm được là nó có thực sự hiệu quả hay không. Ok, và đó sẽ là tổng cộng 5 cái điểm thay đổi lớn nhất ở trên con iPhone 14 Pro cũng như là 14 Pro Max mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có ngày về cũng như là cũng chưa có mức giá chính thức dành cho những cái sản phẩm mà Apple họ đã ra mắt trong cái sự kiện vừa rồi. Và nếu như những anh em nào mà quan tâm tới những cái sản phẩm mà Apple họ vừa ra mắt trong cái sự kiện ngày 7 rạng sáng ngày 8 thì các bạn có thể truy cập vào đường link ở bên dưới phần miêu tả của video dẫn thẳng tới chuỗi cửa hàng của Sevonet đang là đối tác ủy quyền của Apple để có thể nhận được những cái thông tin mới nhất về những cái sản phẩm này, về chế độ ưu đãi nè, rồi là về thời gian bảo hành nè, rồi là về thời gian khi nào sẽ có hàng dành cho các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ đăng ký ở đường link bên dưới để chúng ta có thể nhận được những cái thông tin này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và các bạn ấn tượng với cái tính năng nào nhất ở trong cái đợt ra mắt lần này trên con iPhone 14 Pro và 14 Pro Max thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.